Trên vùng đất Phủ Quỳ, Nghĩa Đàn, cây cam đã có thương hiệu từ nhiều năm nay. Cây cam góp phần thay đổi cuộc sống cho bà con nông dân, đồng thời khẳng định vị trí của một loại hình nông sản trên vùng đất phía Tây Bắc Nghệ An. Tuy nhiên, do thiếu sự quan tâm đầu tư, nên cây cam Phủ Quỳ hay còn gọi là cam Vinh đang mất dần vị trí trên thị trường. Trên diện tích 1,2 hectare đất khoán của nông trường Tây Hiếu 2, gia đình anh Mai Văn Lương trồng 550 gốc cam với các giống như xã đoài, san quýt, vân du thấp, vân du cao, v.v. Nhiều năm qua, đây là giống cây trồng chủ lực của gia đình. Năm 2012, cây cam của gia đình anh Lương cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Dự kiến năm nay, sau thu hoạch, gia đình anh sẽ thu về trên 200 triệu đồng, thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều làm anh Lương và gần 60 hộ trồng cam ở xã Nghĩa Hiếu lo lắng. Do ta làm của dân ta tự làm mất thương hiệu vì cam chưa chín mà để đi cắt để bán là từ dân à mày ai này làm gọi là dân thì anh là có tiền thì đầu tư tốt mà anh là không có tiền thì là không đầu tư nổi, không thể đầu tư nổi cái cam. Tiếng là cây cam Phủ Quỳ ở Nghĩa Hiếu cho thu nhập cao, nhưng trên thực tế người trồng cam vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi. Không có tổ chức nào đứng ra thu mua, hỗ trợ đầu ra nên cam thường bị ép giá. Thị trường bán lẻ rất bấp bênh. Trong khi đó, hội nông dân cũng như chính quyền xã Nghĩa Hiếu không thể can thiệp được vào quy trình sản xuất, trồng trọt của bà con. Nguyên do 70 ha cam Nghĩa Hiếu thuộc sự quản lý của nông trường Tây Hiếu 2. Theo phản ánh của các hộ trồng cam, ngoài việc thu thuế hàng năm, nông trường không có bất cứ hoạt động hỗ trợ nào khác. Nói chung là ví dụ như này nông dân làm ra chỉ có bán là cho những người họ đi mua lẻ về bán các chợ lẻ. Chứ còn nếu như mà ví dụ có một cái nhà máy để thu mua sản phẩm cho nông dân là không có, cho nên là rất khó. Nếu như năm ngoái nè thì nhà chị kilo đi là chỉ được 15 tấn nhưng mà là được 260 triệu. Nhưng mà năm đi thì kiểu mưa nhiều nè, rồi những cái quả lớp thấp dưới là coi như bị bệnh phi tốt là coi như rụng hết. Nên là năm đi dư trù là khoảng được 13 tấn thôi. Nói chung đất đây là thuộc đất của doanh nghiệp, cho nên là người dân là tự nhận đất khoán của nông trường và tự đầu tư, từ chăm sóc đầu tư, rồi từ tiêu thụ sản phẩm. Nông trường chỉ để nắm nó thu thuế thôi. Còn về bên chính quyền địa phương là thì lại quản lý con người, cho nên là chỉ hỗ trợ được về cái khoa học kỹ thuật. Địa phương chỉ làm được việc đó thôi, còn địa phương không có quyền gì trong cái chỗ cái sản phẩm của công nhân này cả. Nhưng mà chủ yếu là khoa học kỹ thuật đó là địa phương nó cũng chỉ chỉ quan tâm đến làm thôi, còn chính cái câu này cũng là khấu của doanh nghiệp chứ, là vì họ quản lý thì họ phải chăm sóc, phải có cái quy trình đúng đó, là kỹ thuật của nông trường phải có cái quy trình để hướng dẫn của bà con nông dân là chăm sóc. So với năm 2012, vụ thu hoạch cam năm nay chỉ đạt 70-80%. Nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi, cam bị sâu bệnh nhiều. Mặc dù vậy, bà con trồng cam vẫn muốn gắn bó lâu dài với cây cam và trên hết là muốn nông trường Tây Hiếu 2 và các cơ quan chức năng quan tâm. Điều này không chỉ có ý nghĩa tạo điều kiện cho các gia đình trồng cam mà trên hết là góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy một thương hiệu nông sản của xứ Nghệ.